Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19. Tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm. Ngày 17 tháng 5, Bộ Y tế có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho người trên 18. Theo Bộ Y tế, hầu hết các địa phương đã tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ liều cơ bản cao cho người từ 12 tuổi trở lên. Hiện đang tập trung tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12. Tuy nhiên, tiến độ tiêm mũi 3 liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra. Để sử dụng hiệu quả vaccine phòng COVID-19, tăng tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và diện bao phủ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành tiêm cho trẻ dù điều kiện tiêm chủng trong quý 2 năm nay. Các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông về chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Đến hết ngày 16 tháng 5, cả nước đã tiêm được 217 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 2,5 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.